អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរិស័យរបស់លោកអ្នកមាន
thiệp bà xa lặng vĩnh cư dương trừ cầm bánh lấy bầm môi hà muối hay xe liệt xâm liệt bầm bẹo bò cỏ hòm bà bò cỏ hòm cư chì bò chùi lược liệt xây rồi bò 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 đại trả chốc ai mò lọ lặng vĩnh khai thà cài bì cú mò liệp xâm nàng vĩnh trong bóng phố đại ca chân năm lâu nơi tháng ngày sẽ ní xong cùng plek không bằng lễ bằng mùi hà muối hay xe liệt xâm liệt bằng bẹp bò cỏ hóm đầm bây chì ca cắt chồng nơi tháng ngày sẽ ní hay xong tạm đàn dần đập đôi tỏ tầy chân năm lâu xâm ra bóng phố đại ca chân năm lâu thế đây bông mình đục rộp cho xe tháng ngày cho tạm đàn sẽ cho tạm đòn anh em có thể đánh hạ sợ cho tận đại sợ cho các đồn nữ bị chăm thằng ngày này thằng ngày này lúc này vừa vậy cả đáo tạo ông tự chơi mưa sát thân này kè bị rút thà hai ca nâng cạt làng đòi được xe màn mặt đỏ vì chìa bụt thả hát đi co chìa rương mặt lọ chìa môi nâng nạc đặt tí đại cạt cho đàn chìa ngồi thằng ngày và mình chắc bài thà nông thằng ngày năng sự thân lập hiệu càng nghe ở đồn nữ bị chăm thằng ngày bà dưỡng mình phiêu xe mục xe màn chìa đàn đi co mặt anh nâng cát hạt cà nà mối chung mùi nhạc chật kháng thì có nhạc đá từ lạnh chẳng ngày chẳng hắn bạn chẳng như thật bây giờ tình chụp bước cái chăng nghe bà chăm thằng ngày cao và có đọc bò ca nghĩa sát mà nụ lõ ta bọc xâm bồ mà nụ tam chập cùng hộp nó mà có bánh hà chẳng thầy nâng sơ mêm nà lõ mò rập ăn chung mùi tê mình tâm mà nụ tam chập cùng hộp thì có trong trần án chiến đi thì trong xanh trà chẳng dương đăng hát của tập chặt bây giờ mình tên cả thời chúng nuôi chuyển đấu đã bị có đập bò đốt xì chuyển đấu bên này mình cao hồ tranh hồ châu mình tiền toàn để cho nên mình cua xong bên bắc tuần đốt xì thông đồng đầu tiên chỉ biết xét cái dấu từ lên là bạn xì sáng nằm chọc bùm nọ bình khuôn chẳng như thế bị chặt mình tên bánh hà sân hà nên hấp rốt sạch trong ngày nay miền phía đột loa từ mục nâng cấp bông sốt sốt như lọ bọc bay chẳng ai nâng bánh hạt xỉn xế tại dập bộ bánh hạt cửa sát này há cứ lọ bọc sát thầm đặt tì bạn chỉ trong cơ này có xong sẽ tìm bộ cháy sẽ đầy xưa sẽ đầy cháy dù mạng cốt đó bông phổn đại ca chân nằm lâu đã đi xây mình lọ được nông ngày xảy ní xong ở comment lên mà rồi học bằng mùi hà muối xem video này tránh ta sẽ lên đặt bằng mùi hà muối xe liệp vẹn xong liệp bằng vẹn bỏ cỏ hóa một ngày xảy ní đầm bây cạch chống lược liệt xấy ở lục nạc cài prai bì cru từ chìa liệu vĩnh xong ở xâm nàng lõ cục cục hiệu cạch bà bật nà bây bây bàn xâm rạch đôi chức đầy bật nà bần tập bằng bì chân nằm đi tới cư trô tật đỏ chân nằm kha bà những xong bóng bộ đồng chạm sẵn đạp đôi tỏ tới bà xem ra bóng phôn đại ca nơi nằm khá bà nằm khá để xây nơi ngày sai cứ mặt chung mình láng hay có mình cho đại cứ mặt chung bà lấy xâm nang rồi bọc bóng phôn cứ chỉ là cho bây tới bà cứ lấy phẩm bấy ha phẩm bấy bà phẩm bấy đôi ha sẽ phẩm bấy hãy bỏ xâm nang rồi bọc bóng phôn cứ bỏ cỏ hóm rứ cỏ bỏ sò bà cứ chỉ lấy nằm xâm nang hay nằm bỏ nằm xâm nang bạn nhớ số bóng phong comment lên bấm bay ha bấm bay mỗi tới hay là ngỏ sleep về xem lại bấm bẹp qua sáu được qua cả hôm rồi ngày sai đại dương phong từ trên nhầm nát tên địa sĩ cá được cả từ độ đô được cả thưa chấm nuôi chuyên prai với cái dương sleep về qua cả hôm được cả qua sáu hay comment lên bấm bay ha bấm bay đại trở lại nằm sầm nắng lên thưa ở đây xây dựng căn tập bên phần liệu phụ tham mê đất thi tại chế khi nào mê sẽ tới tầng phuồng bạn chân sông tam đàn sầm đập đôi tỏ từ chân năm kha sầm ra bóng phổ đặc cao chân năm kha như thế thay ní lò mà chùm các đồ nơi bị chăm tháng ngày sầm ra ngày ní lúc nào mình cua chân grab trả tê bị giật mình cầm một nút chợ được cơ kia bị bệnh hà bị môi thừa đồng khán đang bên trong lúa vì biết tất tên kia chỉ môi sẽ trời chặt hay đang bằng can sẽ trời thay hỡi kê bài chìa lùi sai cho mọi rạng một bình chân là tạo nên thời bây giờ bản tên xin đọc đại cả năm khá nông ngày ní từ bây giờ trong buồn mình nô đại kê trả đúc kê kia được có việc xâm đầy ở bầy muối vừa dương miền bánh hà sẽ trời chắc một tuần đã xa rác sẽ trời thông mấy cái thảm tiệt bà cô bây giờ bản tên trong này cái ca nghĩa ca bật cọp ca nghĩa tôi vừa với mùi cả đó lúc nè cọp bay mình ca bây giờ dài mình tích hai trời chẳng chạm tha tôi lúc nè bật cọp bạch ca vây cả đó cả bàn sài tập màu vây nốt mình chưa tì cọp chất bởi mạng tích nông ca nghĩa là dương bàn phương bài thang
chẳng thưa không răng na đây là tập hợp ban đầu với một số lọ thì trong ngày nắng á chẳng dừng là một bàn này các thưa chúng mình chuyển đồ đập cầu đập bờ đập xì chuyển đồ về bậc miền phía bậc cam bậc cốt tràn bản đất ngày mình tới về bậc hạt đất đẹp bình ác cả về hà ôp trục từng lại từng phương nâng bình địa chia hào sự cảm ở hai ca thưa chúng mình chuyển đồ bình đại bình chứng làng bình bà phê bà rừng sơ lọ tế tập bàn phê tháng ngày chẳng phải lầm lại những tòm mọt tòm có được có một mạch chẳng phê dường thư tập một sạch sài nằm bày từ tuần là sạch sạch đấy phê tháng ngày nâng mình liếp cho một bình hai trong đây bà nhà hà sạch hà sạch hà sạch hà bà sạch mình kà bà rú đô phá rú chôn trời vầy khní chôn tỏ tình khní bà bìa chẳng nông rưu bì cung tập bà thật kích khní tê gần thay dân chạy dựng dỗ lạc chết sài ở khní tập bình tâm mọt tớ anh em đáp nhận đại các nam khả bà chị trong cơ này có xong thật tập bồi cháy sẽ đầy xuống đây cháy dùm anh cố đo bóng phổn đại cát đời cho nằm khá để xây mặt chung được nông bì lì ở các phía này hỏi bàn xâm đại nơi bài bây đại bóng phổn bóng bật thân dân ná sợ bàn xâm đại đối xác đầy bật thân ná hay công phí xe video đít đã lấy bầm bầy hà bầm bầy hình xe liệp bẹp bò cỏ hôm được bò xó nằm bầy chỉ bò non xâm năng đối tỏ tờ bàn bà xâm ra bóng phô đại cát nơi chân nằm thoát bà chân nằm thoát để xây nơi thằng ngày xa ai cứ khu phô trọt đại tầm bà đòn bằng thái mầm phí để xây khu phô nơi tới cứ lúc nằm mình lấy xâm náng nằm bây chỉ cả lược thực chất rư co chỉ cả lược để xây nâng ai mơ mốc mình nằm nạ dự thị để chia khăn khá cứ bà thay mầm thay mầm bà chân lấy nôm xâm náng rồi bà bóng phô cứ bầm bốn hà bầm bà bà bầm bốn hà bầm bà xâm khâm bằng lấy bầm bốn hà bầm bà hay nơi thằng ngày xa ai ní xâm bóng phô liệp bẹ nơi bọp cả chúc rưu cọp bọc mây bạn bọp cả chúc rưu bọc mây đầm bay bằng thêm nơi để xây bằng thêm chết bạc bà thà để xây dân khu hơi ta dân trong thư ở mê rít ẩm nay để chết nè xây mơ mốc dương bên ẩm nay tầm đoàn bên ca khóa khóa ẩm nay chết đà đọc bỏ dương hay tờ nà mọt ná cứ mên kê nhu nhuột hay rưu cọ dương tên đi dây ở vầy mùi tờ canh nạ đà tí cứ kê khóa ẩm nay dương đoàn bạc cứ dương đi dây ở vầy cứ kê prôm tam đà đôi dù chân dạy thả đi xây dương khu bốc chung môi nâng lê xâm náng hay nông bó nông xâm náng bằng thaym tích thua ở dưới nâng mê rực thi để chết nè ọ mê sạch trời tăng lai tăng buông hay bà gọp càng nghe vầy vầy bàn xâm rạch đôi xa kê đầy bật thân à bàn chẳng xông rung chân xâm nạp đôi tỏ tử chân nắm thọ xâm rạp bóng phá ôn đại cát chân nắm thọ thiết chứ bông mà nụ xây để xây thang anh đi làng khu bùa lúc nãy tới ban đã thông chưa tục chất năng đó ca sạch xá rứa đầm lang thần nạ phần tài khả năng nút có miên mà nút sạch trọp rứa nạ cho chất bà ẩm nạ cho đầm lúc bằng biên khả đài tại mình miên chỉ bánh hà vầy nụ tế cứ lúc nãy ai đọc ráy năng ca nghe tăng ổn nụ bàn ba chỉ nạ bà có một bộ đọc xì vinh bà châm nánh bàn mốc xong bà có tên năng đàm tún đã bán đã chanh bàn chân dân cô thật vừa tới ngày nắng mình thay dân chùm này tích bạn chán trong này chán rất là bạn chán tiệt để dựng đã tuần được ngày này hết á bà panh ha sna ha cú sna sru nâng chơi vô chật khnía là ổn nà mình miền ở vây chơi thầm đầm tê ca sờ lạnh khnía sờ đầm mút chơi vô chật khnía mình miền khoanh cùng được khnía vây nội tê xâm đáp nẹt đại cát chỉ nằm thò bà chỉ trong cơ này có xong sát bộ cháy sẽ đầy xua sẽ đầy cháy dùm anh cô đo bóng phô đại cát chỉ nằm thò nơi thằng ngày sẽ ní xong bà gọp càng nhờ vầy vầy bàn xâm đạch đôi sẽ đầy bất thân à complex xe video này mối đã lấy bóng bốn hà bóng bấl hay nâng môn nâng tranh đầm nà bị bất thân à từ này dưới kết ca vầy complex liệp bẹp bò cả chút rưu cò bò khmai bạc bần tốp âm bì chỉ nằm thò nơi tới dương có chấp đào bần tò từ chỉ nằm ruông bần tò tiệt bạc บ้านสำหรับบองโอนได้การชนำรุ่งในไงใส่นี้คือดิสัยมันล้างให้ก็มันจอดได้บาทคือดิสัยมัดชุ่มบาทสำหรับบองโอนได้การชนำรุ่งในไงใส่ดิสัยมัดชุ่มนี้คือแต่งแต่ประกอบการงานไว้ไว้บ้านรุ่นโดยสมัยดังจังแต่ไว้ได้พิเศษนู้คือบองโอนเตยแต่คำมันเล็กใบโรยจัดสับบุญผมเปรย์สามบุญมาสมโตบาทผมเปรย์สามบุญให้สมเด็จอมเปียปอมีบาทในทางไอ้สายนั้นบาทคำมันเล็กผมเปรย์สามบุญคือเจริญนอมสำนางไอ้ยังเสียเปียปอมีคือจีปอดันนอมเงาเฮงบาทในทาริสัยมัดชุ่มไอ้ทเวอริสัยยินตะกิลอ้อบาทบิลอ้อเพื่อฮุบพิมัดชุ่มตะกิลอ้อบาท
ចឹងកុំភ្លេច comment បីលេខ334និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬក៏ទៅចោះចាររឿងកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់យើងបាទបើសិនណាជាយើងមិនបានធ្វើដូច្នោះទេរិទ្ធិសិទ្ធិរបស់យើងមិនជុំហើយតែយើងមិនបានគេថាបន្ថែមនៅរដ្ឋអំណាចសង្កត់ទៅលើសត្រូវរបស់យើងឬក៏ទៅចោះចារជាមួយដៃគូរបស់យើងឲ្យមានរិទ្ធិអំណាចឲ្យគេខ្លោបខ្លាចឬក៏មើលមកយើងមានដេចះល្អនោះទេគឺវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាស់អញ្ចឹងបានសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹង comment លេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីនឹងទៅចោះចារសម្រាប់នៅសក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំសំដាប់ដូចតទៅបាទបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំរោងបាទនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អមជុំការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បរិះកាត់ឆ្នាំរោងចាប់ផ្ដើមទទួលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនថាជាកិច្ចការងារឬសំបីតែសម្ពាធប្រកាសជាដើមក្រៅពីនេះសុខភាពនិងសេចក្តីស្នេហាក៏លេចចេញជាបញ្ហាមិនល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកាលឆ្នាំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមិនសូវល្អទេបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនទាំងបញ្ហាសុខភាពទាំងទំនាក់ទំនងស្នេហាចំពោះកិច្ចការងារវិញបើមានឧបសគ្គហើយការពីមុនមកទទួលផលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយពេលនេះបាទព្យាយាមពុះពៀក៏តាញ់ហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីពេញចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកយើងទើបនឹងមកដោះស្រាយគួរដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានដែរបាទវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាឬក៏ជាដំណោះស្រាយមួយល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចិត្តសង្ឃឹមថាអាចនឹងដោះស្រាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់គួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងហិចមកវិញដូចសមប្រកបអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនជួញដូរលោកអ្នកដាក់ទុនតិចច្រើនក៏ដោយគួរសម្លឹងមើលទៅលើមនុស្សឬក៏ទៅលើថវិការបស់យើងបើសិនណាជាការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើនបាទវាកើនចំណូលអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទៅតែក្នុងការដាក់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមនុស្សផងអ្នកខ្លះល្អតែមុនដំបូងទីក្រោយមកក៏មានបញ្ហាមកយើងអញ្ចឹងណាបាទចំណែកបញ្ហាសក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំពុងសុខដុមរមនានិងមានភាពផ្អែមល្ហែមគួរសមមិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទោះបីនិយាយស្តីខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចក៏មិនសូវជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ734ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីជាការលើកហុងស៊ុយឬក៏លើករិទ្ធិរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមានរិទ្ធិតេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបានអញ្ចឹងសូមធ្វើតាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មិនទៅនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីជោគជ័យនិងសមតាមបំណងប្រាថ្នាដូចតទៅបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរិទ្ធិឡើងខ្ពស់ត្រណែតតែម្ដងបាទបាទបងរួមជាមួយនឹងរិស័យខ្ពស់នេះដែរក៏យើងមានលេខសំណាងដែលជាលេខតេជះមានឫទ្ធិអំណាចឲ្យម្នាក់ផងខ្លោបខ្លាចបារមីចេស្ដារបស់យើងបាទគឺលេខ429អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ429ហើយនឹងពណ៌តេជះឈ្នះអស់មាសសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺមានពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាប្រកបការងារអ្វីៗសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវដែលជាពណ៌បន្ថែមនៅរាសីមានតេជះឈ្នះអស់មាសសត្រូវទាំងពួងអ្នកផងមើលមកគេគ្រប់កោតខ្លាចយើងនិយាយស្ដីទៅកណ្ដាណាម្នាក់គឺគេញញើតនិងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់អញ្ចឹងសូមរងចាំសំដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសថ្ងៃនេះដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកតំណាក់តំណងចរចាឬទៀមទីអ្វីមួយក្រៅពីនេះផ្ដល់ផលល្អក្នុងការតំណាក់តំណងការងារ
nâng rùm tàng ca cực cồng rương prạc ca phong cứ ai chấp đam ăn đà bọt bàn hay chấp bì bên đi tư thân lúc này đã cắt năm mặt xanh ngày nay dương ai thừa với các bạn đã bà con cả đồ nơi chăm thằng ngày năng chấm nay càng nghĩa thằng ngày nay vinh ca bồng pin càng nghĩa tôi tịch tràn có tánh tâm miền phía bờ luôn lõ cô chỉ tí cọp chặt ca thừa chấm nuôi chuyện đố chấm buôn nạp rác bờ bờ độc xì chuyện đồ miền ca tình châu lụa chành còn nữa luôn còn to vinh ai cầm rầy tiệt sáu còn chỉ tí cọ đại đại bà dương miền tận mọi liềm tự giấy xâm đạp nhẹ đại cả năm mà sang được nông thằng ngày này dương ai chờ tham mà sáng mình dương luộm sợi ban chỗ đam được có sáng đam tại thằng ngày này dương ai miền chầm nô nông bàn chả ăn chương mà sáng mình bình chẳng dương miền rừng không từ một tiền chấm nách bánh hát na há rồi ai cù sọc cọ đại bập bôn nông cù pro sậy miền phía sọc sậy phía đôi tây nông tật bà mình miền bánh hà vậy thế cứ lộc là ơn trong mùi khnì ấy tại tụ bảy chỉ giang ná có cua cầm chập cầm hộp khnì đòi mình đang mua là hát rồi có rốt rừng khnì từ bình từ mốc trong chỉ là chành khnì về toa từ dương che hà say à chia say khnì từ bình từ mốc từ ca ruột nơi bảy dương nắng bạc cọp đói ở đây sọc bà ní sầm đạp nè đại cát chân nam mà xanh bà chỉ trong cơ này có sớm sẽ tiếp bộ cháy sẽ đầy xuất đầy cháy dùm nhắn cố đọc bóng phá ổn đại cát đầy chân nam mà xanh để xây khắp bộ trọt đại được nông về lý ở cả bên ní sông complex xe nơi video này đã lấy buôn rơi mà phải bằng buôn hai môn anh chân đầm nà tới tỷ thân nhân nhiên được bậc thay xa ách ní sông xe liệt xâm liệt bằng bẹp bò miếng nông bọc rưu cọp bọc hiệu đầm bay bằng hai bê đất thi tới chất nè ổn mê sẽ trời tăng lại tăng buông mình ẩm nạch đất thi vừa ổn nhẹ đại mưa mà dưa nâng cứ khóc lại ẩm nạch chết đà rồi bởi dưỡng ban môi cũng đã tiết thúc bây chứ dưỡng đi dây đây càng nghe bởi vấy cứ tăng tập ban xâm rạch đô chứ cái đầy bóng bật thân à sống thua tao vậy được nhóm pháp lúc nạn năng tập tùa ban xong tạm ẩm nón đô chứ cái đầy bật thân à bạn xâm rạch bóng phố đại ca nơi chân nằm mầm mì để xây nơi thằng ngày xa ai ní cứ rồi xây mặt chung bạn mình láng hay còn mình chốt cứ để xây mặt chung bằng thái mầm pi để xây mặt chung mì tí cứ dương mình lệnh nằm xâm nắng chơi lệnh ngầu hến chơi mùi nâng ai để chết đại dương bẹt từ tạm bó đại bà đàn là cha được bạn chọn còn tục mất đồng bày lược pi mặt chung tư chỉ là ò bạn dương lệnh nằm xâm nắng rồi bóng phố cứ lệnh bày rồi học sập rầm buồn bạn đại bày rồi học sập rầm buồn muốn nâng chanh đầm nào tên nào tên nấy xong bóng phố bẹt nâng ai bó cổ ký rồi có bó xa là tùm bạn bóng phố xóa ná bó cổ ký rồi bó xa là tùm năng bà thả ạ xóa bó xa là tùm đi bó mấy tùm mưu phải xa là đầy tùm năng tư bạn chẳng xong bóng phố comment lệch bày rồi học sập rầm buồn cứ chật lệch nằm xâm năng lệch hồng xuôi lệch bằng thêm nâu xâm năng bó dưỡng bí mật chúm tờ là bột rùm chì mùi năng ai để chế bó cổ ký rồi có bó xa là tùm đầy dương môn năng chanh đầm nào tự tì thàn nền nế để dây kịch ca nghe vầy vầy bà có tật đòi phiếp chục chây rồi luôn đại nạ phong mưa mật dương nâng cư miên đất ẩm nạch ở cha cây bà đi dây xa đây tật càng kế cư miên xâm đây phá em là hai em bì ruột nạ phong chết đại cú rồi có đại giả đại cú giả ca rô xì nâng cư tăng tật vừa tam bầm nón rồi bỏ dương dư rồi có vô sớp tật tâm ở vầy đầy dương chọn bàn chẳng xông rung chăm xâm nập đời tỏ tờ bàn năm mầm mì, xem rap lúc nãy đã cắt năm mầm mì, thiệt phượng bông tê và đá sậy, để xây thằng ngày nấy là ở chia mà chum. Các đơn vị chăm thằng ngày, xem rap thằng ngày nấy đầm nào cả, chạy tranh bị cài tết lúc nãy, bà mình riêng ra chìm bồi nãy đã thấy mình cú có bây giờ cầm hắn tôi cầm họ lại, bị bớt bao phần nốt nằm ở khát bằng phần bây giờ, là vậy môi một bên phần nọ. Bà xâm đập nạn đất cách nằm ở Mỹ, cả thua đầm nà chạy chân từ tì kháng cái rồi có nơi khu nông kê hạt than cả đói. Có mình cua có bấy nâng miên châm lô bạp bò cho mùi nạn chất kháng đi nạn đặt tay lại. Rồi thả thằng ngày nâng rồi xây dương một chúm ta có viên mình lọ tì. Bà xâm nà chỉ dương miên bánh hạ bạp bò đó nạn đặt tay ai nâng khát bởi dọc bởi dương chẳng dương cua ta chỉ viên lọ chiên. Trong phút cách càng nghe là thằng ngày này đáy tôi lúc nạn thua vầy mùi mình có bấy. Mình ca lục đồn nụ tê bà bông đôi chân nó bà có thể chụp hò lòng bạ. À vầy mùi giang chạy lẹp bông khán. Chân dân công lục đồn khẳng phí thua vầy mùi tự tâm lùm an thầm đá tới. Tự tâm mình tạm bán đôi dân thua rồi ngay chẳng hắn. Tại công mình phiếp lục đồn rồi có kênh bảo vãnh đọc bán hạ đất tây. Cả thua chùm nuôn chuyên đô chùm bùn nạp bà có đọc bò đọc xì chuyên đô. Mình ca tình châu lụa chanh. Còn bà bằng tịch bình hời. Hay tiết sáu có tên tại ca nghe đại dương bản thuộc trong ngày nếp bản hội phòng cầm rấy chiếc chiếc rõ đòn.
បញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលុកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកគេយកបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅការពារឬក៏មើលថែតិចណាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាមីបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំអាមីថ្ងៃស្អាតរាសីមធ្យមនេះសូមកុំភ្លេចស៊ែរនៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អាតនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាយតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផងឬក៏ភិក្ខីដៃគូនឹងមើលមកយើងមានរទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកណ្ដាលណាអ្នកនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅលើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមេរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺរាសីស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកមានរាសីស្រុតចុះនេះគឺយើងមានលេខសំណាងនឹងអាយតេជះដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលាបានអញ្ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ83ដើមបាទ83ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមេមានរាសីស្រុតចុះនេះសូមខមមិនលេខ83ដើមហើយแชร์វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ83ដើមបាទបន្តមកនៅពេលដែលបងប្អូនចោះចេញយត្រាទៅធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការឬក៏នាយកកងត្រាចោះចារទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបាទដែលជាអាវតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅបរាណាចារលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាបិញបាទកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាបិញអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏ទៅកន្លែងណាផ្សេងសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សហើយខមមិនលេខ888បាទសូមរងចាំសម្រាប់ដូចតទៅឆ្នាំមេសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមេបាទឆ្នាំមេរាសីថ្ងៃនេះមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេឆ្នាំមេធាតមាសពងទេវតាស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីសិតចុះហើយបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនតែនដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើអាចកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏ទំនាស់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនក៏បីមានការអត់ធ្មត់ធ្វើចិត្តឲ្យតលាយទើបជាការប្រសើរបើមិនចឹងទេនឹងមានបញ្ហានាំទុកដាក់ខ្លួនហើយបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមានការប្រែប្រួលទាំងខាងអារម្មណ៍និងការងារហើយពិសេសនោះរាល់ការធ្វើអ្វីមួយតែងតែជួបឧបសគ្គមករារាំងពុំឲ្យបានសុខកាយសប្បាយចិត្តប្រហែលទេគឺតែងតែមានអ្នកនេះអ្នកនោះឬក៏ការងារធ្វើទៅវាស្មុគស្មាញអារម្មណ៍មិនល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអាចគួរកុំធ្វើកាយងាហ្នឹងបាទស្រុតចុះហើយនៅផ្ទះនៅអីលេងជាមួយកូនឬក៏ទៅញ៉ាំអីលេងដើម្បីបន្សាត់ទុកទៅឬទៅវាស្រែមកតលេអីទៅបាទសម្រាប់អ្នកដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងណាបើសិនជាអាចការធ្វើចំនួនជួញដូរបាទចំនួនតូចធំនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះស្ថានភាពលំបាកច្រើនអ្នកខ្លះស្ទើរតែរកចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារមិនគ្រប់ផងចាំមិនថានៅក្នុងពេលនេះថ្ងៃហ្នឹងយើងតែណាកំកាត់ដែរវាគ្រប់ច្រកហ្មងហារិស័យធ្លាក់ចុះហ្នឹងមួម៉ៅតលតបប្រមល់ហ្នឹងគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅស្ដាប់ភ្លេងលេងឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសบายៗតែកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកដតីឬក៏យើងមានការថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយអ្នកដតីបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំនឿយណាយអស់សង្ឃឹមដោយសារម្នាក់ម្នាក់ពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាប្រហែលទេបាទតារមិនសូវបានមុខមិនសូវរេចចំណូលខ្វះខាតគ្រប់ច្រកជីវិតរស់នៅដូចជាមិនសូវល្អប្រសើរស្នេហាក៏មិនសូវរលូនដែរបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំអាមីក្នុងថ្ងៃនេះបាទអូឆ្នាំអាមីបាទឆ្នាំអាមីច្រឡំអធិស្ឋាន
បាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមែមានរាសីមិនល្អនៅថ្ងៃនេះសូមស៊ែរវីដេអូនេះដាក់លេខ888ហើយនឹងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទិញដូរលក់ចេញកុងត្រាឬក៏និយាយចរចានៅរឿងអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដតីសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សជាពណ៌តេជះអ្នកអមមានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យគ្រោះមកជាលាវិញបានចឹងបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបានថាយើងធ្វើពីរាសីចុះឲ្យមកមជ្ឈុំហើយយើងមានអាយតិចះឈ្នះអមមានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋានដតៃគឺអ្នកភំផងរបងជាមួយឬក៏សមាជិកភិក្ខីម្ខាងទៀតគេនឹងយល់ព្រមឬក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ហើយអញ្ចឹងសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្ដីបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែថ្ងៃស្អែកនេះជួបតែនឹងរឿងល្អអរប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវកបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបានប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីនេះទៀតដែរគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចកាន់តែល្អប្រសើរជាងនោះទៀតនោះគឺលេខសំណាង284អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ284ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284ដើម្បីជាហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចបន្ថែមពីលើជោគជ័យរាសីរបស់យើងទៀតបាទរួមផ្សំជាមួយនឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហៅថាអាចតែជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនចោចេញយត្រាធ្វើដំណើរទៅទីឋានណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបតនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនណាជាបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺបងប្អូនទទួលបាននូវលាភសំណាងយសស័ក្តិបុណ្យស័ក្តិឬក៏និយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដតីតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបតដោយជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បានសូមសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវកសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីសែងមងទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានពីពេលមុនមកខណៈពេលនេះដែរលៀបសំណាងរបស់លោកអ្នកនឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញរកស៊ីផលចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងសន្សំទុកដាក់បានច្រើនចំណែកបញ្ហាស្នេហាតែមានចំណងមេត្រីភាពគ្នាយ៉ាងល្អល្អនសិតរមុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំវកថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើបាទលៀបជ័យហោចូលគ្រប់ទិន្នវិរិត្រីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកាច់ឆ្នាំវកក្នុងថ្ងៃនេះគួរតែស្រស់ស្រួលឬក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើការងារទាំងពួងដែលយើងថាប្រុងនឹងធ្វើនោះឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតែនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាច់ឆ្នាំវកបាទជាចុងក្រោយនេះសូមសិទ្ធិពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យជំនាញគោដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំវករាសីខ្ពស់នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេចស៊ែរវីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284សូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ទិន្នទិវារាត្រីបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺត្រចះត្រចង់ខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបានប្រាថ្នាកិច្ចការងារអ្វីៗគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទៅណាមកណាអ្នកផងស្រឡាញ់អនុតបអានបន្ថែមពីរិស័យនេះទៀតយើងមានលេខនាំសំណាងដែលជាលេខធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានហុងស៊ុយកាន់តែល្អទៀតនោះគឺលេខ318បានអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេច comment លេខ318ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដែលលេខ318ជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានឫទ្ធិទៅចេះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យអ្នកផងឬក៏ដៃគូរបស់យើងទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យើងគឺអាវពណ៌ខ្មៅបាទកុំភ្លេចផ្សាយឡើងគឺពាក់អាវពណ៌ខ្មៅទៅនិយាយការងារផ្សេងផ្សេងឬក៏កុងត្រាទិញចូលលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាបន្ថែមពីលរិស័យរបស់យើងទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូសហការឬក៏ជាឈ្មួញរបស់យើងនោះមានការទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់យើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានសង្ស័យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរង់ចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរកាចំពោះបងប្អូនដែលមានកើតឆ្នាំរកា
thiệt đáy bùng dạ bông. Vì thế thằng này có thể đáy tay mặt đòn và xâm rạp càng nghe rồi nơi bởi chẳng thằng ấy nếu không thằng này. Lúc nãy nâng mẹ ông này đã lượt lộp đặt xa bình xâm náng hay nó có miễn kỳ chung chi vật thổ miễn ông này mặt lộp miễn bình môn mộng. Chúng bước nhìn hiện đáy nâng ai khai tới chìa mặt nốt đầy mình cao sẽ nhập sinh nhanh bị chôn tự tây. Và thằng ngày nâng mình cao phải nhập ai lần khắng. Chúng bước nhận đã cao chân nằm được ca. Chẳng nghiên nghiệp luôn được bị ấy xong rộng tới tới. Bạn khi lộ mình nâng nằm nè. À bị chôn được con nè. Mình được có mật phẹ bóng phổ ná chú nằm nòi đầy dương mình thật mình bị mất màu. Bà chí nạp bà có bà đọc xì bình tục bây chuông đồ tì chất ngay cái đấy. Mình thà tì gái nà tê. Rồi mấy bàn phó xong bà có tầng ọ. Bà ok. Phước bàn cực giang không thay nè. Để bà nhà hà xin này hả. Cứ mên ca mên phía phạm là hai bàn tên chung bực nìa. Bà nạ cả chân nằm bà có ngay nè. Cứ ok cực giang tầm đó. Bà chí chông cơ nè. Cứ nhóm bà xong sách tiếp theo chạy sẽ đầy suốt đầy chạy dùm anh cơ đo bóng phôn đại ca chân nằm rực ca miền đề xây khu phù hợp trọt đại ní bà cọp ca nghe vầy vầy bàn xâm rạch đối xích đầy bà thân à công phích xa bì đồ này chanh tới đã lệ bây rồi đập bấy nâng bê bật láng môn nâng đi dây hà sẽ đầy chanh đầm nào tới tì thàn đề ní xông công phích vì ai bò khả máy đại chạy ai đầy chạy chân nằm ở miền sách tới tương lai tầng phuông xông mạch bóng phôn bà cọp trọt đại chuộc chạy miền xâm năng lọ pinh mùi thân ngày tầm bà đoàn bàn. Bạn xâm rạp bằng phố đại cả nơi chân nằm cho nơi thằng ngày xảy nhí rì xây mà lọ tì bạc cứ sụt cho tàm bà đòn. Tại công bà đông ấy chứ mùi nâng rì xây sụt cho rạp bằng phố cứ dương miền lệch nông xâm nàng lệch dịch dương nâng bò tê chết chân nha ọc mê sạch trời tăng lại tăng phuông cài bì cru tư chì liệp bình bạc. Chân xâm rạp bằng phố đại cả chân nằm cho rì xây nơi thằng ngày xảy nhí sụt cho xong công plích khẩm bằng lệch bằng buôn bầy đám hay xe video này chân tức đã lệch bằng buôn bầy đám. Muốn hằng chánh đầm nơi tới nơi dây sức đầy ca nghiêm bằng tay rịch ca được có tình cho lụa chánh công tra nơi riêng ở vầy muối. Xâm rạp bóng phá ôn đại cao chân nằm cho nơi thằng ngày xảy nít xung công phích bị ai bỏ xò. Ai tài chá chân nằm ở mía sạch trời tăng lại tăng phương phư ai bị cổ mất chỉ liệp bình. Bạn nữ bế đã bóng phá ôn phư tâm ở vầy đặc nhóm bàn pháp chìa mùi nâng lệch nằm xâm náng bốc rùm chìa mùi nâng bỏ ai tới chết cho nên ở miền sài tây tương lai tương phương đại bản nhà cha ban chọn còn tục mừng lý cứ bóng phôn hà sẽ đây nơi dây tới căn nhà đất tây vừa ai kê tuân chất anh đất sài lang rồi prom tới tam ở vậy đã bóng phôn sna sôm rồi có công tra chỉ mùi nâng kê vừa ai kê rồi sấp chỉ mùi dương đôi mình sẽ từ chẳng sợ bóng phôn complete không mình lấy bầm buồn bảy đón xe nơi video này chân tới hay bị ai bỏ so mình đang nơi dây cái càng nghe vậy nơi ngày sài ní sôm sành đập đôi tỏ từ. Bà chân nằm chó, xâm rạp lũng này đã cắt chân nằm chó thiệt đấy bông dạ xây. Thằng ngày nhiệt đá thì xây sọt chó, tầm ở đó. Bạn cứ bị bạc, ngày muốn khởi như xây lăng cấp bố ta là xây chó. Bây nhảy mà xả mấy cấp bố ngay chó. Bạn cả rồi nơi bà chăm thằng ngày lũng này. Ôi bà giả rừng mối cực cả khối khát, ở đây có bạch bằng ở vầy mùi hái. Ôi chọn chăm bị chắc thà, bà hẹp bắt bà giật cúng tướp mần trứ sọc sạch đánh được bị cầu. Bạn chẳng lúc này cô ta bị giật rừng này chỉ đạch hạn. Bạn có mọi mình cả khỏi khát được gặp bạn bằng ở vầy mùi nước nông tía. Chẳng tới ta bị giật bây giờ như mạng tên. Bạn có mọi bà phải bắt bị giật cùng. Chẳng như cô bị giật bây giờ anh tới. Sẽ làm đặt cả chăm cho anh thấy này. Trong này càng nghe nông càng nghe bà gặp một bộ sập tháng ngày. Càng nghe sập tháng ngày với miền bà nhà hà lôi cạ nâng bị xế. Còn một nốt chăm chập cầm hó nâng lôi bằng tốt bằng áp nốt có mình chẳng đài. Bà thay nên thấy công bán này, mà chăm thuê càng nghĩ thế, để bắt đầu chứ. Càng nghĩ không thay nên tạ tương nâng bánh hà lôi phong, tạ tương cho mỗi nâng nạ chất kháng, thì chỉ đi chập cầm hô, rồi có bần tốt bằng áp điệt. Nhưng chắc anh mình thích chất thuê ca thế, thay nên cô công thuê ca mà thay, bà sẵn là chị à chứ ná. Bà ca thuê chùm nguyên chuyên đô, nạp được gặp một đọc bò tự tù tiến bên ca sạc sao chùm nâu. Hay chẳng tình tùm đánh xâm rạp tập tục tay mình quốc, đôi bầm non bật màn tì. Thông tin ấy ngày nắng ai chăm sai đây có hàng sai dịch tới chăm mưa dị ôn dương lang tí tết á vừa bớt xanh nó chỉ dương không phần tính bia luật đạch hay là mối bia sạch sau giờ chăm nô bờ dương lên tiết chăm nai chán chẳng thừa dương khát bóng bên bành hà sốc hiệp tiệt ai đang chư ấy tay tay bành hà xanh hà sầm bờ xanh hà cầm lọ cầm móng miền đầm na thoi còi nghe nâng chăm lô vị việt nâng cả bạch bạc nếp hoàng đài bản xanh hà dương khơi nhái thà bia mình sẽ lọ bờ màn tì. Chúng ta sẽ chỉ ai dừng của tài ra xa nơi mà tập hiếp được trong đoàn ở phía bàn chân. Chúng ta sẽ đạp nhận đại cả trăm chất trong thời ngày này.
បាទទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសុស្ដីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំចររាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យគ្រោះប្រែមកជាលាភកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ93ដងហើយមុននឹងនិយាយស្ដីការងារអ្វីៗចេញដំណើរទៅពេលព្រឹកសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌សទៅនិយាយស្ដីជាមួយនឹងអ្នកតូចអ្នកធំជួយចំនួនជួយដូរទិញចូលលក់ចេញទិញកលាបញ្ជីប្រឡងអីនឹងយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីពងប្រាថ្នាកំបីអខានឡាយបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះបានប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយើងក៏មានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនបន្ថែមពីការដែលបងប្អូនមានរាសីខ្ពស់នឹងទៀតបានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ649បាទ649ចំពោះបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខ649ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ949ពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមិននឹងចេញទៅការងារអ្វីៗប្រកបការងារទិញចូលលក់ចេញកងត្រាឬក៏ចូលប្រឡងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៅយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដើម្បីជាការលើករាសីបន្ថែមនៅពន្លឺអស្មីទៅចាស់ទៅចង់ធ្វើឲ្យអ្នកផងមើលមកបងប្អូននឹងមានសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុលសម្រាប់បងប្អូននៅកើតឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដូចជាតារាសីខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដតីឲ្យជួយរឿងអ្វីមួយដែលតែងតែហុចផលល្អមកវិញក្រនកនតែងតែហុចផលល្អមកវិញគួរជាទីកប់ចិត្តការងារថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យវិញងាយឆាប់ចប់និងទទួលបានលទ្ធផលលឿនផងដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញចូលលោកអ្នកក៏បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដតីឲ្យបានច្រើនព្រោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងច្រើនជាក់លាក់ពំខានបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំណងស្នេហាទើបមិនកើតរឿងបែកបាក់នៅថ្ងៃខាងមុខបានអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគួរតែត្រូវរិះពិចារណាឲ្យមែនតើនិស្ស័យខ្ពស់តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដែលយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងការងារដែលប្រកបរបររកស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ649ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្តីការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏អាវពណ៌ទឹកប្រាក់នឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបាទសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់សំដាប់ហើយហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទេដើម្បីមានជោគជតារិស័យថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហោចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះល្បាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា